Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S244 để cùng anh Bảo để trải nghiệm môn phái võ đăng khí. Thì tuy là môn phái võ đăng khí hiện tại nó cực kỳ mạnh đúng không, nhưng mà cua thấy là sau khi trải nghiệm ở nhiều server và đặc biệt là đi công thành chiến ở nhiều server, cua mới thấy được có một cái môn phái có thể trị võ đăng khí rất là tốt. Và nếu như mà anh em nào mà sử dụng cái môn phái này, anh em sẽ có được khả năng khống chế võ đăng khí rất là dữ dội. Và không ai khác đó chính là bạn Hoa Sơn Kiếm. Thì với cái khả năng mà hút nội lực từ cái chiêu độc cô cu kiếm của bạn Hoa Sơn Kiếm thì thực sự là rất là khó chịu cho các anh võ đăng khí. Top luôn, chấp top luôn. Nếu như mà bạn của anh em nào mà chơi khoảng 50% chơi clone nha, 50% con Hoa Sơn Kiếm và 30% con thiên nhẫn phải có. Tại sao? Khi mà còn võ đăng khí nữa đúng không, nó hết mana thiên nhẫn nó loạn khỏi giải luôn, chấp giải luôn. Anh em thấy là con Hoa Sơn Kiếm bên kia nó búp cái khí trường cua chưởng hoài nó không chết luôn anh em, tại chưởng có vô máu đâu. Vì vậy là Hoa Sơn Kiếm đây là một môn phái có thể khắc chế được, mình nói khắc chế nha chứ không phải là giết chết nha anh em, làm khó khăn, khắc chế là làm khó khăn á, khắc chế lại được cái môn phái võ đăng khí. Tại vì võ đăng khí đánh từ xa cái chiêu của nó rất là đầm to phải nồi. Nhưng mà nếu như võ đăng khí không có mana chơi hết mana thì võ đăng khí sẽ bị khựng lại rất là khó chịu. Và đặc biệt là trong giao tranh tổng, võ đăng khí nếu không được giải khống chế mà bị ăn loạn thì chắc chắn võ đăng khí nó sẽ có khả năng rất là nhiều, nó sẽ nhào lên trước. Tại vì cái chiêu loạn của môn phái thiên nhẫn nó rất là ác, khi mà chúng ta bị loạn cái chúng ta đâu làm được gì đâu, bắt buộc phải loạn thôi. Mà loạn cái lâu lâu nó di chuyển lên đằng trước thì chúng ta bị người ta thấy được là mục tiêu, người ta sẽ đấm sắp mặt luôn. Võ đăng khí rất là mạnh nhưng mà vẫn có con bài trị được võ đăng khí. Cua đã chia sẻ cái con bài đó rồi thì chắc chắn là anh em cũng sẽ có được một cái thông tin. Nếu như server anh em mà có một cái anh nào đó top binh giáp, top 1 binh giáp đúng không, nắm chùm ở bên server và đặc biệt chủ lực ở bên bang bạn, thì anh em nếu như mà có chơi clone á, chuyển về võ đăng, chuyển về Hoa Sơn Kiếm đi, cua nói thật nó khó chịu lắm. Tại vì Hoa Sơn Kiếm đánh thường của nó tạo cái khí trường nên sẽ bảo kê được rất là nhiều môn phái ở trong đó, bảo kê được Hoa Sơn Kiếm bản thân nó, bảo kê được thiên nhẫn đó, sau đó là nó sẽ chơi độc cô cụ kiếm. Độc cô cụ kiếm của một con không si nhơi nhưng mà 10 con nó sẽ khác. Mà đặc biệt đó chính là để lấy đi cái lượng mana của võ đăng khí. Nên là thật sự là cái con bài chơi Hoa Sơn Kiếm của thấy nó cực kỳ ngon luôn. Anh em có thể tham khảo và có thể build theo cái cách này. Nếu như mà anh em nào đã xem video này đúng không, và build theo cái mà cô chia sẻ về cái dàn clone để trị cái ông võ đăng khí trong top server của anh em á, mà có hiệu quả nhớ comment từ bên dưới ngay cái video này luôn, hoặc là ngay bất cứ video nào luôn. Xong rồi anh em nói là cô ơi, mình làm theo cua chuyển nguyên dàn clone qua bên Hoa Sơn Kiếm nó rất là ngon đồ này nọ cái kiểu á, lúc đó là cho cua tín hiệu để cua biết ok thực sự anh em đã chuyển và nó thực sự rất là mạnh. Tuy là bây giờ là con võ đăng khí là cái chiêu chân võ thức tiệt, nó bị đánh nó sẽ được hồi lại mana đúng không. Nhiều anh em sẽ nói ôi nếu vậy thì mình hút mana cũng như không, nó cũng hồi lại mana. Nhưng mà không anh em, nhưng mà không, cái chiêu chân võ thức tiệt nó có thời gian nó giãn cách, không phải lúc nào nó cũng là nó búp lên hoài. Nên là cái việc mà nếu như trong những lúc quan trọng mà lỡ như anh võ đăng khí của chúng ta mà đã mất cái chiêu chân võ thức tiệt trước đó và chúng ta ăn luôn nguyên cái độc cô cũ kiếm, anh em thấy không, cực kỳ dễ giết con võ đăng khí, phải nói là như vậy. Hiện tại là chúng ta bị anh gió trung tim tôi anh em, gió bão đồ này nọ cái kiểu, sao kỳ vậy anh gió, anh gió kỳ kỳ vậy anh gió, cứ canh em mà giết nghe anh gió để em làm video clip này cái kiểu này anh gió. Và anh gió giết em vậy là anh gió chứng tỏ là con Hoa Sơn Kiếm kênh gió cực kỳ mạnh đúng không anh gió ơi, đúng như là mình chia sẻ luôn em, mạnh phải trưởng. Hoa Sơn Kiếm ông mạnh quá anh em ơi, ghê gớm thiệt, quá dữ luôn. Rồi khi mà hết mana không có chơi chiêu búp được
không có chơi giải khống chế được, thì bắt đầu là các bạn thiên nhẫn làm việc đúng không? Còn nãy mình nói là nhiêu, 50% là Hoa Sơn kiếm, 30% là con thiên nhẫn đúng không? Thiên nhẫn thiên ngoại lưu tinh cũng được, thiên nhẫn đao cũng được, thiên nhẫn kích cũng được, nó tùy anh em, nhưng mà có thiên nhẫn là ok. Rồi còn 20% còn lại thì anh em cũng có thể sử dụng, đó chính là đường môn hoặc là ngũ độc, hoặc là thiếu lâm cũng được, choáng lại cũng được, hoặc là phá gì đó tùy anh em. Nhưng mà cô nghĩ là nếu như mà chơi clone á và chơi 50% qua sừng kiếm đúng không, 30% là chơi con thiên nhẫn và 20% là chơi thương vương. Đây thương vương nó có vào một vị trí, nó bất tử đứng quýnh, ok. Cô thấy vậy cũng rất là hấp dẫn luôn anh em. Còn nếu như mà có đam thì anh em quất chơi thêm cái con mắm Dương Mông Cung cũng được, chơi chọi luôn không sao hết, tại vì cái chiêu khí trường của con Hoa Sơn kiếm nó giúp cho đồng đội luôn, nó đứng gần ở trong khí trường, nó rất là ngon. Vì vậy là chơi Hoa Sơn kiếm thực sự là nó bảo kê rất là nhiều. Đây là cái video này mình làm về môn phái võ đan khí, nhưng mà mình nói về Hoa Sơn kiếm hơi nhiều đúng không anh em? Nãy giờ nửa tiếng hồ nó toàn Hoa Sơn kiếm thôi. Tại vì sao? Tại vì con võ đan khí nó mạnh quá đi, mạnh quá trời quá đất luôn, trời ơi vãi cái trưởng luôn anh em, mạnh cực kỳ, rất là dữ dội luôn, vãi nồi luôn đó. Xong rồi nhiều anh em nói trời cái phái này mạnh quá trời luôn, sao mày làm nó làm chi nữa, sao mày không làm thiên nhẫn đi, thiên nhẫn là cái môn phái mà cùi bắp nhất, chỉ có clone người ta xài thôi, tại sao mày không làm? Tao hủy súp mày nha, tao hủy hết tất cả những súp đăng ký các kiểu con đà điểu nha, tao tuyên bố từ nay tao không bao giờ xem video của mày luôn. Ok, cái đó thì mình bỏ tay anh em, tại vì bây giờ ví dụ như mà anh em muốn cô làm một môn phái nào đó đúng không, cô phải có được một cái ạc nào đó cô làm đó, để cô có được một cái dữ kiện của test. Đúng rồi nè, ví dụ đây là con thiên nhẫn đào đúng không, anh em phải bấm loạn cái khúc này nè, anh em phải thả lửa ngay cái khúc này nè, ví dụ vậy. Có được cái ạc để cô test, cô mới làm được video nói được anh em. Chứ giờ cô cầm môn phái do đăng khí, không lẽ giờ cô nói về con thiên nhẫn hoài, nó sai liền chủ đề đúng không anh em? Không phải là mình không thích môn phái do đăng khí, ai lộn, đang nói thiên nhẫn mong nội, không phải ý là mình không thích thiên nhẫn đao mà mình không làm. Thật ra mình không có ạc để làm, mới không có ai chuyển qua con do đây cái gì lộn, cái con thiên nhẫn đao đâu mà đòi chia sẻ được cái kiểu. Cô đâu có ạc đâu cô làm anh em. Giờ cô chơi cái ạc cô bắp mới lao vô toàn chết, vô toàn chết thôi mày, cái cô vô chết, cô vô chết thôi mày, mấy ông nói mày làm clip mà mày tối ngày mày vô mày chết hoài, nhưng mày làm clip làm gì, thấy không? Chắc chắn cũng sẽ có người nói như vậy. Vì vậy là khổ lắm anh em, tao chửi mình biết à, ngày nào cô đọc comment cô cũng phải có cái khăn kế bên khóc nhiều nước mắt lắm, khóc đẫm nước mắt đẫm lệ các kiểu, cái lực tội nghiệp cô luôn mọi người à. Vì vậy là mọi người đừng chửi tôi nữa mà hãy like share cái kiểu cho tôi đi. Anh em nào mà muốn cua cầm mạc đi tống kim hay là qua quay video công tình chiến cái kiểu con đà điểu, và đặc biệt anh em nào mà muốn chế tình học thì anh em có thể nhắn tin vô Zalo cho cô nha. Zalo son của cô, số điện thoại đó chính là 0946496490. Zalo luôn luôn lúc nào cũng có thể nhận được tin nhắn, và khi nào cô online rảnh cô mới có thể là check Zalo. Nhưng mà thường cô check Zalo thường hơn cái fanpage. Cái số Zalo này cũng là cái số Zalo bay luôn. Anh em nào mà yêu thích cô có thể đua này qua cái số Zalo đó nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi thêm một cái nữa đó chính là những anh em nào mà muốn chế thực học đồ này nọ cái kiểu review ạc các thứ đồ cái kiểu các thứ đồ này nọ luôn. Những anh em nào mà vừa mới mở cái giai đoạn cấp mới mà không dám up lên bậc cao hoặc không biết up lên bậc cao á, anh em liên hệ cho cô up cho anh em. Dễ ạc à, mấy cái này cô up lấy phí nhưng mà lấy phí rẻ lắm. Còn anh em nào mà muốn chế một cái tuyệt học khác, ví dụ anh em có 8 dòng đang của cái băng rồng đúng không, anh em không muốn cái băng rồng, anh em muốn chuyển qua môn phái thiên nhẫn kích đi, thấy không, không biết đổi như thế nào cho đúng, tại vì những môn phái nó sẽ có những cái đặc thù cái tuyệt học riêng cho mình. Ví dụ như là môn phái Nga Mi Trưởng, anh em ngoài cái việc mà anh em có được nội công, có được chí mạng, có được sát thương chí mạng, bảo hoàng né tránh, kháng chí mạng là 5 cái dòng rất là quan trọng đối với tất cả môn phái. Nhưng mà nếu như mà anh em chuyển qua một môn phái khác nó không có khống chế thì chúng ta build full dam. Còn nếu như cái phái nào có khống chế, ví dụ con Nga Mi, cô sẽ build cho anh em đó chính là tỷ lệ thổ thương. Ví dụ anh em đã từng là môn phái Nga Mi, anh em muốn đổi qua môn phái đường môn mà con đường môn nó tỷ lệ thổ thương nó cũng không có cần lắm, tại vì cho dù tỷ lệ thổ thương cao thì con đường môn nó vẫn phế à,
nó cũng không bắt được ai hết trơn á, nên là đẩy full dam đó. Nhiều nhiều tuyệt học là anh em sẽ bị lỗi một hai cái chỗ nào đó khi mà anh em chuyển phái, nên là cái nhiệm vụ của cua đó chính là cái công việc của cua đó chính là đổi lại cho anh em đó. Những anh em nào mà có cái tình trạng như vậy cứ liên hệ vô Zalo cho cua, chúng ta sẽ cùng trao đổi à, chứ không phải là vô Zalo cho cua rồi cô nói ơi mày phải đưa cho tao hay là anh bạn đẹp trai phải đưa cho tôi 50.000 tôi mới nói chuyện được cái kiểu, hay 8 đồng lớn 8 đồng nhỏ này giống như trong phim Châu Tinh Trì này, không có nha anh em. Mất bao nhiêu thời gian cũng được, anh em cứ hỏi đi, hỏi cua biết cua trả lời, không biết thôi à, cua sẽ tìm hiểu, còn biết có câu trả lời cua sẽ chia sẻ cho anh em đó, chỉ vậy thôi. Hoặc là anh em nào có thể tự cầm mạc của chính anh em đi tống kim cái kiểu quay clip lại rồi gửi cho cua, như vậy nó càng tuyệt vời hơn. Nếu như mà cạc của anh em trị giá mấy chục tỷ đồng, anh em sợ đưa cho cua nó bị này nọ cái kiểu à, thì anh em có thể tự quay luôn à, tự quay rồi lúc đó là anh em để cho cua coi, cua bình luận vô cho nó hấp dẫn thêm. Và đặc biệt là thường thường anh em nói là cho cua cầm mạc hay là up video lên á, là đa phần anh em đều lấy cái lý do, và đó là một cái lý do rất là chính đáng, đó là mình sẽ được lên TV và là mình sẽ được có một cái video kỷ niệm. Đúng luôn anh em, mình chơi cái gì cũng vậy, không có lên được TV, ít nhất là lên được YouTube cái kênh LB của mình này, đúng không? Đó cũng gọi là anh em bật cái TV lên, cắt cái YouTube này vô là lên được TV rồi, đâu dễ dàng gì mà anh em lên được TV, đúng không? Một cái kênh uy tín như cô mà anh em còn được lên TV như vậy là quá tuyệt vời luôn. Kỷ niệm liền, gặp mấy mốt gặp bạn bè thôi mà bạn bè vô tình nói ủa mày có chơi Gió Lâm một mobile không, bạn về Gió Lâm một mobile hồi trước tao có chơi Gió Lâm một mobile, thằng cua nó cho tao lên TV nè đó, ngon liền anh em. Ủa vậy hả, ủa đâu đâu coi liền, có câu chuyện để nói luôn, quá dữ dội luôn, đúng không anh em? Và video của mình nói về cái môn phái Gió Đan thì mình không có gì để nói, là nó quá mạnh rồi. Nhưng mà mình nói về cái môn phái có thể khắc chế lại Võ Đan, khắc chế lại không nhiều cũng ít, tại vì môn phái này có những cái kỹ năng chặn chiêu và hút nội lực rất là dữ dội, đó chính là môn phái Hoa Sơn Kiếm. Và cảm ơn anh Bảo đã cho cô trải nghiệm môn phái Võ Đan khí này, thực sự là Võ Đan khí hiện tại đang rất là mạnh, vẫn rất là mạnh, nên viết lại để cho, hoặc là tăng sức mạnh của những môn phái khác để cho chúng ta có thể có nhiều lựa chọn ở trong cái việc mà chúng ta trải nghiệm game Võ Lâm Truyền Kỳ một mobile này nha. Rồi ok, hello anh em bạn tình nghĩa nha, chúc anh em nhiều sức khỏe nha. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Và đặc biệt anh em có thể tham gia ủng hộ cua cực kỳ dễ dàng thông qua tính năng mới của YouTube, chỉ cần vài thao tác nho nhỏ như anh em đang thấy trên màn hình, thì anh em ở điện thoại Android hay là iOS, thậm chí ở PC đều có thể ủng hộ cua với kênh thanh toán cực kỳ đa dạng. Hãy tham gia cộng đồng hội viên của LNB và ủng hộ cua để cua có thể xây dựng và phát triển thêm các video hay và chất lượng hơn nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.